Rồi em xin chào tất cả anh chị em yêu quý mai vàng trên cả nước ha à, Đã lâu quá rồi em không có đăng clip à, Từ sau cái clip đầu năm đó anh chị em Đó là khoảng tầm mùng 6, mùng 7 gì đó Em có đăng một clip là mình xả tàn ha Thì nay đây là ngày 20 tháng 2 âm lịch rồi Thì nó tầm khoảng là trên 40 ngày rồi anh chị em từ 40 ngày trở lên rồi ha Có cây thì mình côn trễ, có cây mình côn sớm Thì nay thì nói chung là cây mạnh, cây yếu, cây gì nó cũng bung hết rồi cây mạnh thì nó bung mạnh, nó ra lá dày già, còn cây yếu thì từ từ giờ nó mới ra sâu ha. mấy cây này em cưa thấp xuống thì cưa sâu nè, giờ nó đã bung hết rồi. Nè. cái cây này năm ngoái là, là tưởng lá xoắn xoắn đẹp nè ha. À, anh chị em kêu em là tưới phân gì đó bị hư hư gì đó thì anh chị em nào mà từng nói như vậy á, vô đây xem nè ha. cái cây này là mình tưởng nó đặc biệt lắm, mình tưởng nó hay lắm là là um, là ba lá đẹp thì bông đẹp cuối cùng bông xấu quắc cưa luôn ha cưa làm cây bonsai cho anh chị em ha nay nó đã, đã xì hết rồi ha đây xì tược nè anh chị em nhìn nè lên lùm 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 ha và em nói với anh chị em là chỉ có mới ăn dưỡng rễ thôi nha chỉ mới có ăn dưỡng rễ thôi anh chị em đây một cây mai nhạo mà nó đã được như vậy rồi cây này là không chơi tết không có làm gì hết nè không làm gì hết ha đây chỉ có ăn dưỡng rễ thôi nó đã lên được như vậy và lá nó đang bị xin dưỡng này cho thấy không có dấu hiệu là xin dưỡng bởi vì lá quá nhiều mà nó gắn đọc mới nữa nè cho nên mình phải rải phân anh chị em ha thì định kỳ hôm nay em rải phân à, sẵn tiện em quay lại cho anh chị em xem luôn cái cử rải phân hữu cơ đầu tiên của em ha như clip trước em đã nói anh chị em là từ 45 ngày trở đi anh chị em sẽ bắt đầu rải cử phân hữu cơ đầu tiên thì hôm nay em rải em sẽ quay lại cho anh chị em xem tham khảo ha em giải trước hết rồi anh chị em thì tiện em nghĩ đến anh chị em thì em quay lại thôi thì à, trước tiên là em cũng xin à, giải thích với anh chị em một số vấn đề là tại sao em lại tại sao em lại à, à, ít quay clip thì à, anh chị em thông cảm là em bận à, vấn đề công việc kinh tế anh chị em à, vấn đề công việc ở ngoài cửa hàng à, thì à, đang thiếu nhân lực do các bạn nghĩ quá nhiều cùng một lúc cho nên à, buộc em phải ra cửa hàng làm cho nên là bận quá bận không có thời gian đủ để mà quay clip thường xuyên như ngày xưa à, clip ngắn clip dài thì em cũng hạn chế bớt hết rồi hả anh chị em ha à, thì năm vừa qua em cũng đã quay cho anh chị em xem tất cả những cái cách mà em rải phân bón phân xịt thuốc như thế nào thì anh chị em nào tin tưởng yêu thương thì có thể mở lại cái clip cũ mình xem đó là những cái clip mà em đăng em làm trên cái vườn của em ha ở đây là mình làm trên vườn sao mình chia sẻ vậy À, chứ không có xúi dục hay là à, làm bậy để cho anh chị em làm theo chết cây của mình ha chăm cây là chỉ có để cây khỏe còn cái chuyện cây chết là do anh chị em chứ không phải do bên em <laughs> cho nên nhiều khi anh chị em xem thì anh chị em kêu làm giống em mà cây chết ha cái câu này là em ngại lắm á làm giống em mà cây không ra lá không phải mỗi cây mỗi kiểu cái cây của anh chị em chơi tết anh chị em mua về ở đâu em không biết nhưng mà làm giống em nhưng cái cây trước đó xuất phát điểm nó không có giống em cho nên là à, mình không có nói vậy được ha rồi Bây giờ em rải hai cây này nè, đó, cho anh chị em xem, em chưa lại thôi chứ em rải hết rồi ha. Em rải thực tế để anh chị em xem để anh chị em nắm bắt cái cách rải thôi, còn phân hữu cơ là em đang xài phân gà nén. Phân gà nén nè anh chị em ha. Cái phân này nó rẻ, ha. mình xài cái vườn của mình nó nhiều như vậy mình xài thì à, nó tiết kiệm anh chị em ha. Rồi cái phân vô cơ mà em xài là cái phân DAB thì em sẽ để cái tên lên trên cái màn hình anh chị em xem. Cái phân vô cơ mà em đang xài là DAB và mình xài từ giờ hết tháng 6 lịch luôn ha từ nay trở đi là anh chị em cứ đi cử phân hữu cơ đầu tiên hôm nay em ví dụ anh chị em không cần đi phải đi chính xác ngày hôm nay ha cứ 15 ngày anh chị em đổi một lần cho em qua vô cơ rồi 15 ngày sau mình lại tiếp tục quay lại hữu cơ thì tương đương với lại là 30 ngày là mình đi một cử hữu cơ hôm nay mình đi hữu cơ được 30 ngày sau đi hữu cơ và đương nhiên hôm nay đi hữu cơ thì 15 ngày sau mình đi vô cơ 15 ngày sau đi hữu cơ 15 ngày sau lại đi vô cơ mình gối đầu như vậy thì nó ra 30 ngày ha, anh chị em ha đó là cách chúng ta đi phân tiết kiệm không thúc ép cây giúp cho cây sống khỏe an toàn anh chị em ha còn nếu anh chị em muốn anh chị em có thể đi 10 ngày một lần 10 ngày một lần và một cử phân hữu cơ thôi đi hai cử phân vô cơ Đó, hoặc là, là vô mùa tết là anh chị em không cần đi hữu cơ luôn cứ đi ba số ba số một 10 ngày một lần 10 ngày một lần đối với những cái cây nào mà nụ nó yếu anh chị em ha và Nhân đây thì em nói luôn Đó là kết quả của cái việc mà anh chị em mua cái cây về nhà Anh chị em trồng nó không sống là lý do nằm chỗ đó đó anh chị em ha Nằm ở chỗ đó đó Cuối năm là anh chị em thúc phân để cho cây nó làm nụ kịp ha, Cây yếu thúc mạnh làm nụ cho nó nhanh Còn cây khỏe thì không làm nụ Anh chị em nào mua chúng cây khỏe Anh chị em tốt, anh chị em trồng sống Tại vì nó không bị ép thúc phân cuối năm Còn anh chị em nào mà mua đúng cái cây mà anh chị em mua cây anh chị em đâu có biết nó là cái yếu cái mạnh đâu anh chị em thấy nhiều nụ nhiều bông nhiều là anh chị em mua thôi đó, thì anh chị em mua chúng cái cây mà đã bị ép cuối năm thì nó sẽ kiệt sức ha nó bị kiệt sức tuy ép phân nhiều ép phân nhiều là hư rễ và kiệt sức cây tại vì cái đó em không giải thích thêm nữa ha thì cái đó là may rủi của anh chị em chơi mai thôi còn đối với à, à, vườn của em thì những cây nào mà nó nó khỏe hay nó yếu là em biết hết ha đây những cây phô em trồng cây kem mới xả tàn sau nè cái cây này cây hồi tết là em chưa có bán nè ha cây này là nó mới làm được cái năm đầu tiên nhưng mà năm ngoái bông cũng rất là đẹp ha đó. À, những cây mà anh chị em thấy em che bạc không? Những cái cây này là những cây à, nó đang ra rồi đó, nó đang ra mầm rồi nhưng mà em vẫn che lưới ha. Nó yếu một chút nhưng mà nè. anh chị em nhìn nè, nó xì đầu rồi nè ha. Xì nè. Nè, nó xì lên trên này nè, ổ xì quá trời xì luôn. Em che, em không thấy gì luôn á. Đó. đó ha. Nhưng mà khi khi em phát hiện ra nó xì mầm như vậy là em che cái lưới lan này đúng không? À, em che cái lưới lan này anh chị em ha. Còn những cây mà nó xì rồi à. Cái này em có đăng bán mà không bán được ha. Cái này giá trị cao nhiều khi khó bán nè bữa nay nó ra âm um tùm ha còn những cây nào yếu hoặc là mới trồng đây yếu hoặc mới trồng là em sẽ đùm cái bao 50 như vậy thôi em đùm như vậy thôi ha chứ em không có buộc cột hay là làm kín đâu em làm cho nó tối lại thôi đó, nó tối lại để cho nó có sức à, nó đỡ mất nước ha còn những cái cây mà năm ngoái mình chưa có côn tại vì nó là cây mới ghép thì năm nay nó ra nè nó ra um tùm lá non lá già tá lả trong nè bông nó nở nè anh chị em ha này, cúp bi đó anh chị em nè trời ơi. bông nó nở ha đó cúc nó nở đã lắm anh chị em ha chứ không có thua gì cũng thợ hương đâu ha đó anh chị em nhìn đi có cái bông nào rụng xuống đất không nè anh chị thấy không tại vì cái lượng bông nở nó ít mà cái cây thì nó lớn cái cây nó lớn mà lượng bông nở nó ít mà nó còn lá nữa bông rất là khỏe khó gì mà rụng được ha cho nên cái mùa bông gió như vậy nè nó vừa thơm vừa đẹp ha đây cây 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 này là cây đa phúc đa phúc nở bông đang nở nè anh chị em ha nè đẹp ha đó đó là cái cây này là chỉ có ăn dưỡng rễ thôi anh chị em ha tất cả trong vườn của em hiện tại bây giờ chỉ có ăn dưỡng rễ thôi mà nó đã phát triển xung xa như vậy rồi mà dưỡng rễ của em đang xài thì anh chị em biết rồi rút kín nè chất rút nè gheo em xài ba cái đó cứ em tiện tay cái nào là em xài cái đó ha và gần như là em đảo hôm nay em xài gheo cái ngày mai em xài chất rút cái ngày mốt em xài gheo à, là gì em 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 đổi lên như vậy ha em đổi lên như vậy cái cây hồi tết nó quay đó, cây này hồi Tết quay cây xù nè Anh chị em có hỏi em là còn sống không? Nó sống nha anh chị em ha Đây là cây xù hồi Tết à, Hôm bữa mới lấy được vài cái lá bên trong cho sạch sẽ nè Chưa, chưa à, Cây này cũng tương đối là lặt sạch rồi đó Đó là mất cái ăn dưỡng rễ thôi đó anh chị em Ăn dưỡng rễ thôi mà lá xanh dày như vậy nè ha Đâu có vấn đề gì đâu Nè, cây này cây Tết mục một, một em chơi nè Đó, bữa nay nó ra bắn tược úm tùm rồi ha mất cái dưỡng rễ thôi mà nó vậy nè Anh chị thấy không? không không cần phải cầu kỳ ha rồi rồi cái cái phân á cái phân là em sẽ rải như vậy em cứ nắm đại lên như vậy thôi anh chị em ơi em nắm đại như vậy em rải và em rải thì nói thật một câu là à, có thằng ít thằng nhiều đó anh chị em em rải cảm tính thôi tức là anh chị em nhìn nè rồi em rải hai nắm nhỏ nhỏ dư xíu tí đi rải mấy cây yếu yếu hơn đó rồi anh chị em nhìn lại cái mặt độ rải này anh chị em thấy không Để em rải đại thôi em nắm một cái nắm nhỏ nhỏ gom cục lại như vậy nó cũng ít thôi nó không nhiều đó ha nè em rải nè anh chị em thấy không mình rải xung quanh đó có chỗ có chỗ không kệ nó đi ha rồi mình tưới nó tan ra thấm xuống rồi em quay cái chỗ mà em em tưới rồi nè ha tưới rồi cái mẫu đậm nè đó, em sực nhớ tới em làm clip cho anh chị em xem thì em dừng em dừng lại hai cây đó để em cho anh chị em xem đó nè sau khi mình tưới vào nó nở phân ra anh chị thấy không nó nở phân ra ngày mai ngày mai mình tưới lần nữa là nó bẹp dẹp 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 ra cái ngày mốt mình tưới nữa bắt đầu nó lắng 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 xuống thì nó bắt đầu nó cây nó ăn thì trong vòng khoảng cỡ 10 ngày anh chị em nhớ khoảng cả 10 ngày sau là bắt đầu cái cây của anh chị em nó phát triển rõ rệt luôn ha còn nay thì nó đang ra lá non là bởi vì mình tưới dưỡng rễ rồi mình côn tàn lên chị em ha còn những cái lá ra sớm thì nó bị bọ chỉ cắn nó xấu anh chị em ơi cái cái nói chung là quan trọng là mình phải xịt bọ chỉ để diệt cái vườn của mình đó. phải diệt thật là sạch và em phải diệt nó em dùng con ha con khá hiệu quả nhưng mà đắt quá cho nên là em rất ít xài và em dùng con đo bốn lần trở lên liên tục 5 ngày một lần bốn 4, 4 ngày một lần 5 ngày một lần là em dùng con em xịt nay thì bọ chỉ nó đã đi hết rồi anh chị em ha đọt non nó bắn ra nó đẹp lại rồi anh chị em ha và anh chị em lưu ý cho em thêm một cái điều này nữa khi nói tới bọ chỉ em nói luôn đó là cái cây của anh chị em khi anh chị em mới côn tàn mà anh chị em để bọ chỉ tấn công nó sẽ bị cùn nó sẽ bị khô cháy cái đầu ha cháy đầu đọt dẫn đến anh chị em tưởng là cây anh chị em bị này bị nọ bị kia nha rồi tưới phân tấp phân và nó chết nha hãy em vẫn tư vấn cho những anh chị em liên hệ với em qua zalo youtube là em vẫn trả lời đầy đủ với anh chị em dù em bận cỡ nào em vẫn trả lời đầy đủ vào buổi tối ha hoặc là những lúc nào em rảnh em trả lời hết cho tất cả anh chị em luôn em nói rồi Bọn chị tấn công nó sẽ làm cho cái phôi của anh chị em nó bật ra không đây Bọn chị tấn công nó sẽ làm cho cái cùn nó cùn đầu như vậy nè đó thì cái phôi đang yếu sẵn rồi mà gặp bọn chị tấn công nữa nó không ra được cái đọt lá này nó không có kích thích cái, cái cơ thể nó phát triển thì nó sẽ làm cho cái cây này nó bị bị chột ha nó bị chết hay người ta gọi là bị tụt nhựa đó anh chị em ha đó đây đây là một cái cây phôi của em đây là một cái cây phôi của em cũng bị hiện tượng bà chị tấn công ha thì trồng uh, cũng khá lâu bảo chị nó tấn công cun cái đầu luôn anh chị em ơi nó tấn công kinh lắm nè nhìn nè nó lên cái đoạn này nè cái đoạn này là bà chị tấn công nè anh chị thấy ha đen thui nè đen thui mà nó không có cái lá nào luôn vậy chị thấy không đó sau khi mình xịt bà chỉ liên tục bắt đầu chỗ này nó bắn cái đọt ra nè nó bắn cái đọt mới nè đó từ cái đỉnh này bắn đọt lên nè thì nó mới có hiệu quả nè anh chị không bắt đầu từ nay nó mới ra lá ra cành mà cái đọt của em bắn là nó có cả, cả đọt xương cá lên. anh chị thấy không đó anh chị em em không biết anh chị em chăm làm sao nhưng mà em thì em cũng chăm cách bình thường thôi đó là tưới dưỡng rễ anh chị em ha đây là cái cây ghép năm ngoái không lặt lá nè ha nó xấu nè nó xấu này ra nó mới nó đẹp nhưng mà lá trong nó xấu anh chị thấy không kệ nó mình để hết tháng 5 đi, hết tháng 5 là cây mình nó xum xê là một, cái thứ hai là mình côn sửa lại cành nào dư bỏ, cành nào thừa cắt bỏ thì lúc đó cây mình đẹp lại ha. Rồi, quay lại vấn đề tứ hữu cơ, tứ vô cơ là em đã nói rồi, là chỉ có như thế thôi. Anh chị em cứ xem clip đầu năm của em, em có đưa ra một cái lịch trình để cho anh chị em uh, 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 tham khảo. Uh, còn vấn đề mà vô cơ và hữu cơ thì em đã nói rồi ha. Vậy thì bây giờ em nói thêm về vấn đề thuốc sâu nè. À, bệnh nấm nè để anh chị em nắm bắt để mình làm ha anh chị em nhớ là à, một số loại thuốc sâu mà em hay xài nè đó là Confidor ha vô diệt sâu vẻ bùa bất cứ thứ gì anh chị em xài ha ta siêu hay là hay là ST99, à, em trai ST99 là dầu khoáng nè, em còn xài siêu diệt bò chỉ nè, em xài đủ thứ trên đời này hết ha. Là một năm mình xài rất là nhiều thứ nhưng mà đa phần là con đo anh chị em chỉ cần xài con đo đối với cây mai nhà là hiệu quả cực kỳ. Tại vì anh chị em số lượng ít ở vườn nhà ít cho nên cái lượng bọ chĩ mà tấn công cái kiểu mà dồn dập thành thành bầy ấy nó không có. Anh chị em xịt nhẹ cái là đánh tan nó rồi, xịt nhẹ đánh tan rồi. Còn ở đây mình là vườn nhiều, vườn nhiều thì nó sẽ ẩn nấp rồi cỏ này, cây này, nó ẩn nấp với cỏ này anh chị em. Đó, nó sẽ làm cho rệp sáp bọ chĩ rất nhiều, ảnh hưởng tới cây rất nhiều cho nên em xịt mạnh ha. Còn anh chị em nhà mình xịt nhẹ nhẹ thôi, cần phi đo là đủ. Anh chị em xịt à, giai đoạn đầu khi đó non như vậy anh chị em xịt 5 ngày một lần cho em. Rồi một tháng sau 10 à 3, 45 ngày sau anh chị em xịt tuần một lần thôi được rồi. Đợi nó ra cái cây à, khoảng cỡ tầm mà hai mình nói chung là mình cứ chu kỳ mình sẽ tăng lên. Mình tầm một tuần anh chị em xịt một lần về sau á cái cây đầu tiên hoặc là tháng 5 côn tàn xong xịt dồn dập để rồi những sau đó khi nó lá nó ra già như vậy là mình xịt từng lần thôi được rồi đó là em đối với mai nhà của anh chị em ha còn đối với mai của em thì em xịt kỹ lắm ha em xịt là gần như là 5 ngày một lần 5 ngày một lần anh chị em ơi không xịt là nó đánh nát bét liền mà một khi nó tấn công anh chị em là nó nó rất lâu hết luôn nó rất lì luôn anh chị em ha bảo chỉ lì lắm rồi bây giờ tưới nước thôi là xong anh chị em ha tưới nước thôi là xong đó, clip của em thì em hơi dài dòng một chút vấn đề lan man về vấn đề cách chăm sóc như thế này kia Bởi vì em muốn truyền đạt hết tất cả những gì mà mình làm cho anh chị em xem thôi ha anh chị em lắng nghe anh chị em làm theo anh chị em không nghe là anh chị em hỏi anh chị em không biết gì đâu ha còn cách làm thì anh chị em thấy rồi em làm bình thường thôi bây giờ tưới nước lên tưới nước cách bình thường thôi anh chị em tưới thì anh chị em biết hết rồi ha còn về vấn đề thuốc nấm bệnh nấm thuốc sau thì anh chị em mua cái loại nào cũng được hết còn nấm bệnh là xài cái loại này ngon nè anh cha côn là chị nấm anh vin cấp tâm lâm đó là những cái em xài À, trong đó anh cho con là xài hàng năm định kỳ luôn kéo dài từ giờ đến hết mùa mưa luôn là em cho con là ngon còn à, anh vin nói chung có nào xài cái đó anh chị em em cũng xài anh vin còn khi nào mà cây của em em phát hiện nó bị bệnh nấm bệnh nặng là em xịt cốc 85 nha khi nào em phát hiện nấm bệnh nặng làm xịt cốc tám và em xịt hai lần làm ngưng làm chuyển qua lại anh cho con và cách xịt là cứ 10 ngày anh chị em xịt một lần anh chị em xịt cái gì cũng được hết cứ 10 ngày anh chị em xịt nắm một lần để đề phòng bệnh thì bảo đảm cây anh chị em xanh mướt ha đây em mới có cho ăn dưỡng rễ thôi mà xanh đen xanh mướt như vậy có vấn đề gì đâu ngoài ra mình còn xài thêm các loại như là nãy là mình nói là thuốc sâu nắm bệnh là xịt chu kỳ rồi ngoài ra anh chị em kèm theo cho em cái loại sau phân bón trung vi lượng ha anh chị em có loại nào xài loại đó cái loại nào mà xịt tinh lá mình xài loại đó À, như em đang xài là Nuchi Blood Em xịt cả năm Em xịt cả năm luôn ha Em đã từng giới thiệu cái Nuchi Blood này cho anh chị em xem rồi Em cũng từng mua cho anh chị em rồi Cho nên là cứ xịt cả năm Anh chị em đừng có nghĩ rằng là nó không hiệu quả Nó hiệu quả mà anh chị em không thấy Chứ anh chị em không phải là không hiệu quả ha à, Cho nhìn nè Nó <laughs> ra ống tùm mà em chưa lặt lá luôn Chưa có thời gian để lặt luôn nè à, Cây này đẹp quá ha Cây này là trước Tết là sửa loại nè đây là cây mà em rất thích nè ha đó anh chị em nhìn đây lá xanh dày bóng ha xanh dày bóng mực mà hoàn toàn là chỉ có ăn dưỡng rễ kèm với phân bón vi lượng ha em đã nói rồi xịt thuốc sâu xịt thuốc sâu là kèm chung với vi lượng mình xịt luôn thì cây mình là nó đẹp nó có cái 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 phân bón bổ sung thêm trên lá rồi dưỡng rễ ở dưới nữa là cực kỳ đẹp luôn ha đó cây này là cây tam đa mà em rất thích nè anh chị em cây này là cây tam đa hàng độc ha hàng quý hiếm có thể em nói tuyên bố luôn là hàng quý hiếm anh chị em thấy giống cây à, cây à, ma chiếu thủy ha một tầng hai tầng ba tầng theo cái kiểu cổ ngày xưa đó tam đa cổ ngày xưa là người ta chơi kiểu ba tầng ha ngũ phúc là năm tầng còn bây giờ anh chúng ta thì có tam đa là ba thân ngũ phúc là năm thân ha đó em thích thích cái này lắm nha lúc em thấy cái này là em thích liền và bởi vì nó độc lạ ha độc lạ bộ đế cũng đẹp cây già cũng sù dữ nó đang lên sù giống sầu sù lộn nói nhầm hai cây này già lắm đó rồi quay lại vấn đề là Nutri Blood anh chị em xịt thêm cái loại phân bón vi lượng để giúp cho cái lá mình nó dày ha nó được à, bảo vệ tốt tránh nắng tránh mưa còn cái chuyện mà nắng mưa thì sẵn tiện nói luôn cây của em là tất cả nằm trên vườn là giữa trời nắng ha giữa trời nắng dù em cắt phôi hay là em cắt cuột đầu như cây này hay là em có lặt em có làm gì thì cũng ngoài nắng em ghép cũng để ngoài nắng cây nào yếu quá thì mình che đó cây nào mà ghép để ngoài nắng hết ha anh chị em thấy không em cũng ghép được một hai ba bốn cây bốn cây nhưng mà có một cây bị tụt anh chị em và khả năng chết luôn chứ không phải giỡn đâu đó, đó, đau khổ lắm đó, cây phôi trồng rồi xịt chung vi lượng giúp cho cây mình hỗ trợ thêm sức sống nha đó, xanh lá xanh dày bóng mực đó chưa có hề ăn phân hôm nay mới được rải hữu cơ nè anh chị em ha đó và anh chị em nhớ nha rải hết tất cả các cây luôn không có chừa từ cây yếu tới cây già ha cây nào mình cũng rải hết cây yếu mình rải ít cây già thì mình rải nhiều đây cây này mới ghép siêu bông bình lợi của bạn nhật tiến ở bà rịa vũng tàu ha bạn cho mình mấy cái bo để mình mình ghép siêu bông bình lợi ở đây có bông oh, cái bông siêu bông mình lợi anh chị em đây là siêu bông bình lợi nè anh chị em ha À, thì bữa nay mình cũng mới được xem nó chứ mình chưa thấy nó bao giờ luôn anh chị em ha Nó ra tàn luôn rồi mình không đỉ nè Bữa nay mình mới được xem cái siêu bông bình lợi thực tế à, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Chắc hơn 16 cánh á à, Bông cũng to, cánh cũng đẹp, nói chung cũng được Nếu mà nói về à, siêu bông bình lợi này thì à, mình cũng không thấy có gì đặc sắc đâu bình thường anh chị em ha bông to cánh nhiều vàng cũng không đậm lắm đó mình ghi là siêu bông bình lợi nhưng mà thôi anh em đang nhân cái giống này mà thì mình cũng tranh thủ nhân đó chừng nó mưa gió nó gãy nên cây này thì là cái phôi ha cái phôi cái này bỏ chỉ tấn công dữ quá nè ra lá sớm là nó hư hết rồi đây một cây siêu bông bình lợi rồi đấy đây là những cái cây mình mình để tàn ha để tàn năm nay mình để tàn mà để cao là nằm mình cho nằm dưới đây hết còn những cây nào mà mình để thấp hoặc là hàng bonsai những cây mới ghép như thế này là mình sẽ phân bổ ra sau đó còn những cái cây mà thấp 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 mình đưa ra phía trước hết đó rồi quanh đi quẩn lại công việc là chỉ từng đó thôi em cũng không có gì hay ho để nói thêm cho anh chị em hết thôi chúc anh chị em làm việc thành công nha à, bón phân nè, xịt thuốc nè, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Còn tưới nước thì anh chị em cứ tưới thoải mái. Đối với những cái cây mà đã rễ nhiều như vậy, còn đối với những cây phôi như vậy thì hạn chế tưới ha, hạn chế tưới. Chứ tưới nhiều quá à. nó thúi á. À, kéo nhựa nè, mình để tối nó kéo nhựa mạnh nè. Cứ mình nhìn thấy kéo nhựa xanh xanh như vậy nè, đó là nó đang có phát triển ha, đang có hiệu phát triển thì ổn ha. Đó. Còn đợi chờ nó bật mầm thôi anh chị em cây này là đúng ra là cái gu của em hôm bữa em có nói là em cưa thấp đây nè. Nhưng mà do em để lâu quá nó khô. Em bận nữa cho nên em sợ nó tác động mạnh cho nó nó bị uh, hư cho nên em không làm gì nó hết. chỉ chị cương bắt cái đọt bay vậy thôi. Em để lại cành ngắn như vậy. À. Và em chùm nó lại ha. Để cho nó sống chứ không thôi là nó yếu quá chết ha. Rồi thôi chúc anh chị em cái clip uh, thứ hai uh, đầu năm. À, mình xem mình chắc lọc được một số cái kinh nghiệm để mình làm cho những cái cây mai mới nhà mình nha còn những anh em nào mà đã chuyên nghiệp rồi biết rồi mình biết hết rồi thì thôi đi ngang thì cũng cho em một like coi như công sức quay phim của em ha chứ không cần phải bình luận sâu sắc đó cây phôi bị bà chỉ nay đã khỏe mạnh ha rồi à, mến chúc tất cả anh chị em một ngày nhiều sức khỏe em cũng sau khi ngưng clip này em cũng đi làm tất bật như trâu cày thôi Đó, chào tạm biệt tất cả anh chị em ha